Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện có tên là Hợp đồng tặng cho và tình thâm. Thưa quý vị và các bạn, một cái hợp đồng tặng cho thì thường nói về trong trường hợp những người có mối quan hệ rụt ra, giống như là ba mẹ tặng cho con, ông bà tặng cho cháu ruột, ông bà nội, ông bà ngoại tặng cho cháu ruột, anh chị em tặng cho nhau. Thì thông thường trong cái thủ tục tặng cho thì tất cả những cái cho đến thời điểm hiện tại thì phòng công chứng đều có mẫu của hợp đồng tặng cho. Tuy nhiên thì rất ít trong số đó có những cái soạn thêm những cái hợp đồng tặng cho về điều kiện của hợp đồng tặng cho. Hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn biết thế nào là hợp đồng tặng cho. Thưa quý vị và các bạn, hợp đồng tặng cho là sự thỏa thuận của các bên. Bất cứ một cái hợp đồng nào cũng vậy hết, ngoại trừ cái giao dịch ý chí đơn phương thì còn lại hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên. Trong đó bên tặng cho và bên được tặng cho thì nhận cái tài sản. Thông thường thì cho đến thời điểm hiện tại thì cái việc mà trước đây thì ký ở ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc là ký ở phòng công chứng đều là một cái mẫu chung. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm này thì cũng đã hơn 10 lần tôi tư vấn, có khi là cái người được tặng cho, có khi là người tặng cho. Cho nên hôm nay không nói nhiều về cái hồ sơ, tôi sẽ kể cho quý vị về cái câu chuyện hợp đồng tặng cho và tình thân. Thưa quý vị và các bạn, một cái câu chuyện chắc nó cũng giống như bất kỳ một cái câu chuyện pháp đình nào khác. Một người mẹ có 5 người con thì khi mà ba chết sớm rồi thì bà một mình nuôi 5 đứa con. Thì các con gái đều được lớn lên và lập gia đình ở riêng, và người con trai thì ở chung với ba mẹ. Khi người con gái lớn lên trong cái quá trình khó khăn thì đời xin mẹ rằng mẹ ơi cho con mấy mét đất để con cất nhà, mẹ ơi cho con mấy mét đất để con bán đi để có một cái cuộc sống trang trải. Những cái khó khăn trước mắt, và người mẹ mà ai mà không thương con, vẫn đồng ý. Và thế là bà đã tách cái phần đất để cho các con gái mỗi con đều có phần, và người con trai ở chung gia đình. Thì ông lại cho rằng là tại sao là ở chung mà mẹ không cho mẹ để đi cho các em, các chị. Thì bà bảo rằng là tất cả những gì của mẹ đều là của con. Câu này giống như trong cái kinh thánh tôn giáo là đứa con hoang đàn. Nếu quý vị và các bạn cùng một cái tôn giáo với tôi thì sẽ có một cái câu chuyện là đứa con hoang đàn. Cái đứa con hoang đàn kể một cái câu chuyện nó giống như vậy đó quý vị và các bạn. Thì một hôm thì nhà có 2 đứa con, thì ông em ông lại bảo là thôi đi, bây giờ bà chia tài sản cho con. Thì ông đồng ý và ông chia tài sản ra làm đôi hết. Và người con cầm cái tài sản đi, và sau đó thì tiêu hết cái tài sản và trở về. Thì ông vợ muốn mở rộng vòng tay. Thôi nói đi nói lại, nói về chính cái câu chuyện của mình nha. Thì nói về các cô con gái trong cái gia đình, các cô vẫn được mẹ tách thửa tặng cho hoàn tất bằng một cái sổ tên A, một cái sổ tên B, một cái sổ tên D. Và thế là năm nay mẹ cũng đã 80 mấy tuổi rồi, và anh ở chung nhà thì anh bảo thôi thì bây giờ phần còn lại mẹ cho con, và mẹ quyết định cho con, cho toàn bộ. Và thế là cuộc chiến nổ ra quý vị. Các chị em và mẹ quay lại yêu cầu chia thừa kế tài sản này và yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho. Về mặt ý chí, bà cho rằng đây là tài sản chung vợ chồng. Về mặt luật, bà cho rằng bà
không một có một cái sự tự nguyện. Trong một chừng mực nào đó thì hiện tại bà không còn ở chung với người anh trai nữa, mà ở riêng với các con gái. Trong cái quá trình mà nộp đơn thỏa thuận tại tòa thì các chị cũng thống nhất chỉ lấy một phần nhỏ trong số tổng diện tích đã được tặng cho. Thì người con trai họ bảo rằng là tại sao có một cái sự không công bằng, vì trước đây các chị đã lấy, các em đã được cho, mẹ thì sống chung với anh, nay vì một lý do gì đó mà mẹ đã nói theo cái kiểu mà phân chia một tí xíu về phe của các phụ nữ. Tôi đã phân tích cho anh về cái tình, tôi đã phân tích cho anh về cái góc độ pháp luật về hợp đồng tặng cho, tôi đã phân tích cho anh về cái công sức trong cái quá trình tạo lập quyền sử dụng đất. Và tôi nhấn mạnh cái yếu tố hòa giải. Đồng thời song song đó thì tôi cũng đưa ra những cái phương án là cái quyền quyết định đi tiếp hay thỏa thuận cuối cùng vẫn là của anh. Tuy nhiên rằng là thông qua cái câu chuyện pháp luật, tôi bảo rằng nếu trong trường hợp anh dừng lại thì anh sẽ giữ được cái tình thâm gia đình, vì anh bảo anh là một cái người uy tín trong một cái gia đình, uy tín với ngoài xã hội, uy tín với những người thân trong gia đình. Và anh sợ rằng nếu trong trường hợp hòa giải được lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Và tôi bảo với anh rằng không anh ạ, một khi các bên đã thỏa thuận ở tòa thì sẽ không có cái hòa giải lần thứ hai. Thế đấy quý vị và các bạn, cuộc sống thì bây giờ rất là khó khăn. Một số anh chị thông qua cái video của tôi thì bảo rằng là chị Thu có một số người cái khách thì trên YouTube thì em có một cái nhà cũng muốn bán, thì chị Thu cũng có thể giúp giùm em. Thì tí nữa tôi cũng có để một cái đường link ở phía dưới. Nếu quý vị anh chị và các bạn nào thì cần cái có một cái đầu tư hoặc là mua nhà để ở thì có thể liên hệ trực tiếp với anh đó hoặc liên hệ với tôi để anh có một cái nhu cầu bán cái nhà, giải quyết một số khó khăn chữa bệnh. Trở lại vấn đề nha quý vị và các bạn, thì tôi đưa cho anh hai phương án trong một gia đình. Việc hợp đồng tặng cho đã hoàn tất, tuy nhiên nó còn đó những cái vấn đề chưa ổn. Chưa ổn về quy trình tặng cho nè. Hợp đồng tặng cho này có những cái vấn đề về thẩm quyền nè, cái vấn đề về hợp đồng tặng cho có điều kiện nè, hợp đồng tặng cho về mặt nội dung nè. Rất nhiều vấn đề cần phải xem xét lại. Và nguồn gốc đất, đây là tài sản chung của vợ chồng, tức là tài sản của ba mẹ anh hay tài sản của một người. Nếu như trong trường hợp tài sản chỉ có một người thì việc tặng cho đó là ok. Còn nếu như trong trường hợp quyền sử dụng đất đây là tài sản chung vợ chồng thì mặc nhiên cái hợp đồng đó sẽ không thể nào được xem là hợp đồng tặng cho, mà phải được xem là vô hiệu. Thưa quý vị và các bạn, việc tư vấn pháp luật không khó đối với một con người. Tuy nhiên tôi vẫn định hướng anh theo cái hướng hòa giải để giảm bớt cái sự căng thẳng của gia đình. Tôi bảo với anh rằng là nếu như trong trường hợp má anh lấy một cái tài sản đó chia ra làm năm cho tất cả anh chị em
thì cái phần hiện tại của anh vẫn lớn hơn nhiều. Nếu mà anh lấy cái tài sản này bán toàn bộ mà đem gửi ngân hàng thì quyền lực của người già có đó, chứ không phải là tới thời điểm này mà để sử dụng cái đơn khởi kiện để mà theo anh đâu. Về quyền sử dụng đất, dù gì đi nữa cũng đứng tên bà. Và tôi phân tích còn nhiều nhiều lắm. Anh bảo rằng công sức, anh bảo rằng rất là nhiều thứ. Nhưng tôi cho rằng việc dừng lại thỏa thuận với má và anh chị em và việc đưa nữa, đó là cái quyền quyết định của anh. Tuy nhiên rằng qua cái động viên thì tôi nghĩ anh sẽ chấp nhận cái phương án để hòa giải, để giữ lấy uy tín ở ngoài xã hội, giữ lấy uy tín của trong gia đình, và giữ đặc biệt là giữ uy tín chính bản thân anh. Thưa quý vị và các bạn, làm cái nghề có những lúc mệt lắm, chẳng muốn tư vấn đâu. Nhưng có những lúc khi mà tư vấn có thể là miễn phí, có thể là có phí. Tuy nhiên rằng là cảm thấy mỗi một ngày qua mình sống có ích, và cảm nhận rằng là nếu trong trường hợp mà mình không chọn lấy cái nghề, cái nghiệp luật sư thì không biết mình làm cái gì nữa. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn một cái thông điệp: hợp đồng tặng cho là một sự thỏa thuận của các bên, ý chí của bên tặng cho và ý chí của bên nhận tặng cho. Tuy nhiên nếu trong trường hợp quý vị và các bạn là ông bà cha mẹ, quý vị và các bạn là những người có tài sản, khi trước khi quý vị muốn tặng cho con cho cháu thì quý vị nên tham khảo một số cái thông tin trên mạng, một cái thông tin đến văn phòng luật sư hoặc những chuyên gia tư vấn, để tránh những trường hợp giống như cái người mẹ của cái người khách đi. Trong cái câu chuyện của tôi là bà sẽ không còn một chút cái quyền lực khi trắng tay. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong video có những cái mặt cảm xúc thiên về vấn đề là luân lý, thiên về vấn đề đạo đức nhiều hơn vấn đề về pháp luật. Kính mong quý vị và các bạn có những cái phản hồi thì tích cực, thì xin gửi lại đến đường link. Xin trân trọng cảm ơn.